Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda Way 110i 2022 chính thức ra mắt thị trường Đông Nam Á với mức giá bán từ 26 triệu đồng. Cái mẫu xe số mới Honda Way 110i Thái 2022 vừa chính thức được ra mắt thị trường Đông Nam Á, khiến cho nhiều người hâm mộ tại Việt Nam cũng đang háo hức mong đợi em ấy sẽ về Việt Nam sớm nhất. Cái chiếc Honda Way 110i 2022 được cập nhật tại bên thị trường Thái Lan. Thân xe có rất nhiều đồ họa mới. Cái mẫu xe số được mệnh danh là một cái dòng xe số dành cho gia đình đứng số 1 thị trường ở xứ chùa bàn. Thậm chí không ít người thì nhắc đến cái dòng xe số bình dân dành cho nhu cầu của gia đình thì sẽ không có ứng cử viên nào khác ngoài cái chiếc Honda Way. Điều này cũng gần như đúng với cái dòng Honda Way Alpha hay cái chiếc NX tại thị trường Việt Nam. Trong thực tế thì Honda Way đã gắn bó với việc đi lại của người dân Thái Lan trong một khoảng thời gian rất dài. Cái mẫu xe này luôn chiếm được cái doanh số bán hàng đắt như tôm tươi, đứng ở vị trí số 1 trong suốt 13 năm liên tiếp. Gần đây cái dòng Honda Way được cập nhật cái mẫu lập Way 110i 2022. Phiên bản mới của năm 2022 cũng vừa được tung ra thị trường bên Thái Lan. Cái chiếc Way 110i 2022 được ra mắt đi kèm với một khẩu hiệu xe máy được người Thái tin tưởng số 1. Thân xe có những cái họa tiết đồ họa mới, sắc màu thì tươi tắn, đẹp mắt, nhìn rất là ngầu, độc đáo, tăng cái chút diện mạo hiện đại và hoàn hảo dù quan sát ở nhiều cái khía cạnh. Khác với cái dòng Way Alpha 110i tại thị trường Việt Nam, cái chiếc Way 110i 2022 tại bên Thái Lan nó nổi bật hơn rất nhiều với cụm đèn pha trước bằng công nghệ bóng LED. Với cái trang bị này thì cái chiếc Way 110i đem đến ánh sáng nó rực rỡ hơn và hơn hết là giúp cho lái xe an toàn vào ban đêm. Không những thế, cái chiếc Way 110i 2022 nó còn có thêm cái đồng hồ cái kiểu hiển thị kết hợp công nghệ iLock với lại LCD, hiển thị các thông số rất là chi tiết, dễ dàng quan sát. Cái chiếc Way 110i 2022 cũng có một cái hốc đựng đồ dưới yên hình chữ U, có dung tích chỉ có 10 lít, để cũng được nhiều vật dụng cần thiết. Bình xăng dung tích lên tới 5 lít, đem đến quãng đường di chuyển rất thoải mái. Cái có động cơ của chiếc Honda Way 110i 2022 nổi tiếng với khả năng tiết kiệm xăng, giúp giảm chi phí vận hành cho người dùng. Với cái công nghệ động cơ thông minh, dung tích chỉ có 110cc, đi kèm với phun xạ tử DSP. Cái chiếc Way 110i còn cho phép đốt cháy nhiên liệu triệt để để đem đến cái hiệu suất mô men xăng cao hơn, mà mẻ hơn, bền bỉ hơn. Cái mẫu xe này có khả năng tiết kiệm xăng rất tốt, với mức tiêu thụ ra nhiều khoảng là gần 77 km trong lít xăng, đạt được cái tiêu chuẩn cái thải cấp độ 7 tại bên Thái Lan. Cái chiếc Honda Way 110i 2022 được bán thị trường Thái Lan với 3 phiên bản khác nhau, cùng rất nhiều tùy chọn màu phong phú. Phiên bản bằng đúc phanh đĩa có 3 màu bao gồm như đỏ xám, xanh xám và đen xám, với mức giá bán niêm yết là 46.000 bạc Thái, tương đương khoảng gần là 32 triệu Việt Nam đồng. Trong khi phiên bản vành năng thì có phanh đĩa trước và có thêm 4 màu tùy chọn, gồm có đỏ đen, xanh đen, đen xám và xám đen. Với một cái bộ khởi động đề điện thì phiên bản này có mức giá bán đề xuất là 44.000 bạc Thái, tương đương là gần 30,5 triệu Việt Nam đồng. Còn với phiên bản khởi động bằng cái cần đạp chân thì mức giá rẻ hơn, 41.100 bạc Thái, tương đương khoảng là 28,5 triệu Việt Nam đồng. Phiên bản rẻ nhất vẫn là phiên bản vành đen hoa phanh trống, với mơ khởi động bằng cái cần đạp chân với hai tùy chọn màu bao gồm đỏ đen và đen, với mức giá đề xuất cho phiên bản này chỉ có 37.400 bạc Thái, tương đương chỉ có 26 triệu đồng Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, subscribe.